Vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi.
trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có cha sợ gì giáng huy Chúa ơi, đời con cần cha. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa cha, Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng không khiếp kinh, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lượng của con. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa cha, Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng không khiếp kinh, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lượng của con. Giêsu là chính năng lượng của con. Giêsu là chính năng lượng của con. Sâu thẳm con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh quang trong phòng này, nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Chúa con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, người con đây dâng trọn lên Ngài. Lạy Chúa con khao khát Ngài bằng hết cả thân này, Giêsu ơi xin Ngài nhận lấy, xin mang cho con thánh linh Ngài, xin mang cho con thần của Chúa, xin mang cho con thánh linh Ngài, xin đổ đầy Chúa ơi con cầu xin, xin mang cho
ban cho con thần của Chúa. Xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin ô đây Chúa ơi, con cầu xin. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa được chép trong sách Luca từ đoạn 22, đoạn 22 từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy các môn đồ nổi lên, cãi nhau xem ai là người lớn nhất giữa vòng họ. Ngài nói với họ, vua chúa các dân ngoại lấy quyền lực thống trị dân. Những kẻ cầm quyền trên dân cho mình là những người làm ơn làm phước cho dân. Nhưng các ngươi thì chẳng như vậy. Người lớn nhất giữa các ngươi phải trở nên như người non kém nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì giữa người ngồi ăn với người hầu bàn, ai là người lớn hơn? Há chăng phải là người ngồi ăn sao? Nhưng ở giữa các ngươi, ta như một người phục vụ. Còn các ngươi là những người đã trung thành gắn bó với ta giữa những cơn thử thách của ta. Ta ban cho các ngươi quyền trị vì như cha đã ban quyền trị vì vương quốc cho ta, để các ngươi có thể ăn và uống tại bàn ta trong vương quốc của ta. Và các ngươi sẽ ngồi trên các ngai để xét đoán 12 chi tộc Israel. Thưa tất cả chúng ta biết rằng vai trò quản trị là vai trò Chúa giao cho con người từ đầu để quản trị muôn loài. Nhưng mà con người đã làm hư, đã lạm dụng cái quyền quản trị của mình. Người quản trị là người không phải là người chủ, mà người quản lý những tài sản, những khả năng, những thì giờ mà ban cho mình. Vì vậy Chúa Giêsu đã đến để phục hồi con người ở trong vai trò đó khi Chúa cứu chúng ta. Từ đầu thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta và theo hình dạng chúng ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng trên đất và mọi sinh vật bò sát trên mặt đất. Người ta suy nghĩ rằng lý do mà con người phát triển về khoa học và kỹ thuật là đến từ cái mạng lệnh và muốn có khả năng quản trị muôn loài. Và đó là một cái điều rất là tốt mà chúng ta thấy xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, con người vì đã phạm tội cho nên cái sự quản trị và khả năng của họ làm hại. Khoa học kỹ thuật đã làm cho ngày nay giữa nhiều điều tốt thì không khí nhiễm độc, nước biển nhiễm độc, thức ăn nhiễm độc. Phải không? Và như vậy, ngay cả cái nhà mà Chúa giao là cái trái đất này của chúng ta, thì vì phát triển khoa học kỹ thuật theo cái tham lam của con người, cho nên cái bầu khí quyển cũng dễ bị lủng, những cái ánh sáng có hại có thể làm hại con người. Đó là tại vì con người đã làm sai với vai trò quản trị của mình. Vai trò quản trị đó không phải đối với thế giới thiên nhiên mà thôi, mà đối với con người, xã hội con người đối với nhau. Người ta nói rằng trong muôn loài không có loài nào mà tổ chức giết nhau giống như loài người. Con thú thì nó cắn nhau, nhưng mà tổ chức quân đội đi giết con lẫn nhau đồng loại là chỉ có con người mà thôi. Và dĩ nhiên những điều này nó cũng ảnh hưởng luôn cho đến vai trò quản trị trong gia đình, và nó đem đến những sự đổ vỡ đau buồn rất là lớn. Và tôi thấy rằng ngày nay khi gặp những người cao tuổi, chúng ta thấy được chân lý này. Có nghĩa là như vậy, nếu mà thế giới này không có Đức Chúa Trời, không có đấng tạo hóa đó, thì mọi thứ mà chúng ta có, từ không khí, từ cá dưới biển, chim trên trời, rồi những cái khoáng sản dưới đất, đều là tự nhiên mà có. Sự sống của chúng ta cũng tự nhiên mà có. Và nếu mà tự nhiên mà có như vậy, có nghĩa chúng ta trong cuộc sống ngắn ngủi trên đất, thì chúng ta giành với nhau. Ai giành được nhiều là người đó thắng. Ai giành được dở là người đó thua. Và khi chết rồi
thì tất cả đều là vô nghĩa, tại vì tất cả đều tình cờ có và sẽ tình cờ mất đi. Nhưng nếu có Đức Chúa Trời thì cái việc mà chúng ta quản lý rất là quan trọng. Tôi nói về người già là người cao tuổi sẽ nhận thức hơn bất cứ ai là sự sống là món quà của Chúa cho. Chúng ta không chế tạo nên sự sống, chúng ta sẽ không giữ được sự sống. Chuyện gì chúng ta làm với cuộc đời của chúng ta là phần quản lý của chúng ta, phần quản trị của chúng ta. Và nếu chúng ta làm sai điều đó, chúng ta sẽ phí phạm, đã phí phạm đời sống của mình. Và cũng vậy, tiền bạc cũng là một cái công cụ Chúa cho con người. Tài năng cũng là công cụ Chúa cho con người. Và nhiều lúc chúng ta tưởng là của mình, cho nên chúng ta khoe với người khác, chúng ta cảm thấy oai hơn người khác. Chúng ta dùng cái khả năng đó để lấn át người khác. Mà như vậy là chúng ta phạm tội đối với Chúa, vì chúng ta không phải là chủ những điều đó, mà chúng ta là người quản lý những điều đó mà thôi. Suốt loạt bài về vai trò quản trị, chúng ta sẽ học về vai trò quản trị đối với tiền bạc, với tài năng, với thì giờ. Thì giờ Chúa cho chúng ta là một món quà, và chúng ta xài như thế nào nó cũng sẽ hết. Vì vậy, nếu chúng ta tưởng thì giờ là của mình sẽ rất là nguy hiểm và sẽ rất là tai hại. Ngược lại, khi chúng ta nghĩ rằng từng ngày tháng là món quà của Chúa, thì chúng ta sẽ có thái độ khác. Bài đầu tiên chúng ta học nói về thái độ của người quản trị. Tôi nghĩ chúng ta có thể học liền từ nơi các môn đồ của Chúa. Khi đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới được nghe đọc bắt đầu từ việc các môn đồ nổi lên cãi nhau. Xem ai là người lớn hơn hết giữa vòng họ. Kinh Thánh nói rằng khi ấy các môn đồ nổi lên cãi nhau. Khi ấy là khi nào? Đọc Luca đoạn 22 sẽ biết rằng khi ấy là khi Chúa vừa mới thành lập tiệc thánh. Khi Chúa vừa mới nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ phó thân Ngài, quyết Ngài vì họ. Khi họ đã nghe những chuyện rất là thiêng liêng về vai trò của mình. Khi ấy là khi họ đã từng theo Chúa một số thời gian, họ đã từng giảng đạo Chúa, họ đã từng ra giúp người, họ từng ra cầu nguyện chữa bệnh, họ đã từng đuổi quỷ. Mà khi đó, sau nhiều thời gian theo Chúa, thì cái khuynh hướng tội lỗi của con người nó vẫn còn giữ trong đó. Và họ nổi lên cãi nhau rằng ai là người lớn hơn hết. Như vậy có nghĩa là một người có thể học biết nhiều điều, thực hành nhiều điều mà vẫn không có ý thức được khuynh hướng mong ảnh hưởng của mình, mong quyền lực của mình. Đó không phải là lần đầu tiên họ tranh cãi với nhau về chức vị. Matthew đoạn 26 ghi lại rằng Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Cê-bê-đê, đến và nói với Ngài: Thưa Thầy, chúng con mong rằng những gì chúng con sắp sinh sẽ được Thầy cho. Có nghĩa là mở đường trước, phải không? Chúng con yêu mến Thầy, cho nên chúng con xin Thầy chuyện, xin Thầy hứa là cho trước. Ngài hỏi họ: Các ngươi muốn ta làm chi cho các ngươi? Họ thưa với Ngài: Xin cho chúng con ngồi một người bên phải Thầy và một người bên trái Thầy khi Thầy được vinh hiển. Người ngồi bên hữu, bên tả của vua là những người rất là ảnh hưởng, rất là quyền lực. Thì tôi xin hỏi quý ông bạn chị em, cái khuynh hướng muốn làm lớn, muốn tiến thân, tự nó có sai không? Tại sao chúng ta đi học? Đi học chúng ta có muốn được tiến thân không? Nếu không muốn được tiến thân thì học chứ đừng có thi. Thì sẽ không bao giờ tiến thân cả, phải không? Chúng ta đi làm chúng ta có muốn được tăng chức, tăng lương không? Xin ai cho chúng tôi biết là ở đây quý vị đi làm mà muốn được bớt lương. Không, ai cũng muốn làm như vậy. Và nhưng mà có một điều là nó trở thành cái giống như cái chức vị, cái khả năng, cái quyền lực, nó trở thành điều người ta tìm kiếm mà không suy nghĩ đến sự phục vụ của nó. Không phải là chỉ tìm quyền mà thôi,
mà còn tìm những điều khác nữa. Trong câu 25 thì Chúa nói rằng những người bên ngoài á, thì muốn làm lớn không phải để cầm quyền người ta không, mà được kể là người làm ơn, làm phước cho dân, người thiê ơn cho người khác, người được khen, người sao mà tốt quá, người đi đâu cũng làm ơn cho người khác. Và người ta rất là thích, người Do Thái rất là thích được khen như vậy. Và nhiều người làm lớn thì không cần quyền, không cần tiền, nhưng mà cần khen. Thì chúng ta sẽ biết rằng những điều đó đó là những điều một phương diện rất là tự nhiên. Tại vì Chúa nói rằng danh tiếng tốt thì hơn dầu quý giá. Nhưng mà khi con người nhắm đến quyền, nhắm đến địa vị, nhắm đến lời khen hơn là cái mục đích của nó là để phục vụ người khác, để làm theo ý muốn của Chúa, để quản trị những điều Chúa cho, thì nó trở thành một điều rất là tai hại. Và điều tai hại nó len, nó theo đuổi chúng ta khắp mọi nơi. Nó ảnh hưởng đầy bên ngoài và nó len vô trong hội thánh. Không? Và nhiều lúc đó, khi mà ngồi lại bàn công việc với nhau đó, thì những công việc hội thánh làm là những việc làm tốt mà nó vẫn có cái sự căng thẳng. Lý do căng thẳng đó, là ai làm lớn, ai làm nhỏ. Ngay cả cái việc khen tặng là chuyện tốt. Tại rất là nhiều có công, nhiều người có công trong hội thánh mà khen tặng có thể trở thành điều căng thẳng, là tại vì khen đứa coi có khen đủ không? Khen đúng mà khen thiếu á, nó cũng trở thành một cái mối rất là căng thẳng. Cho nên điều đó nó ảnh hưởng. Điều này nó ảnh hưởng đến khuynh hướng hợp tác, không phải là của những người với nhau ở trong những cái ban ngành, giữa các ban ngành, giữa các hội thánh có làm việc chung với nhau không? Hội thánh nào làm lớn, hội thánh nào làm nhỏ? Căng thẳng này có thể thường xuyên nhất ở trong gia đình, giữa vợ chồng đối với nhau. Ai làm lớn? Và những điều có vẻ nhỏ đó, nó đã xé rất là nhiều hạnh phúc hôn nhân. Cho nên cái chữ mà tinh thần gia trưởng đã trở thành một chữ rất là xấu. Gia trưởng chỉ là người đứng đầu gia đình thôi. Nhưng mà tại sao chữ gia trưởng là xấu? Ngày nay người ta nói tinh thần gia trưởng là tinh thần gì ạ? Người có tinh thần gia trưởng là người gì ạ? Là người độc đoán, là người lạm quyền, là người kiểm soát người khác, là người lấn áp người khác, là người bắt lỗi người khác, là người hăm dọa người khác, là người nóng nảy với người khác. Mà cái đó là gia trưởng, có nghĩa là có nhiều ông gia trưởng đã làm như vậy, cho nên nó trở thành một chữ để nói những chuyện xấu. Vậy chúng ta phải biết rằng đây là một trong những lý do rất lớn mà thế hệ theo sau từ bỏ đức tin của ông bà cha mẹ. Tại vì các em không thể nào hiểu rằng tại sao có những người theo Chúa lâu năm, làm cái gì trong nhà thờ không biết, hình như làm lớn lắm, mà về nhà nóng nảy, lạm quyền đối với những người yếu hơn mình, đối với những người nhỏ hơn mình, đối với những người đáng lẽ mình phải bảo vệ. Nhưng mà ngược lại với tất cả những điều đó thì nó lại ảnh hưởng ngược lại. Có một số người rất là sợ quyền, rất là sợ địa vị. Họ nói rằng tôi không bao giờ muốn đụng tới mấy chuyện đó đó. Tôi là phó thường dân. Quý vị biết phó thường dân không? Không phải là thường dân không? Tại vì có nhiều ông làm quan lắm. Những người còn lại là dân, mà tôi cũng phải là dân, là tôi là phó thường dân thôi. Tôi không có đụng tới mấy cái chuyện lớn, là để cho mấy ông làm lớn làm, mấy ông ham làm lớn làm. Còn tôi là phó thường dân thôi. Có nghĩa là trong cái lời nói như vậy á, thì trong hội thánh cũng nói giống giống, hội thánh nói là tôi là phó tín đồ. Nghĩa là ở trong cái lời nói vậy, nó có hai cái âm hưởng. Âm hưởng thứ nhất là mỉa mai mấy người làm lớn mà khoái làm lớn. Thứ nhì là sự lẩn tránh trách nhiệm. Tại vì nếu mình không làm gì hết, mình là người khiêm nhường, thì như vậy rất là khỏe. Trút hết cho mấy người khác làm đi, tôi là phó thường dân. Nhưng mà cái đó nó đến từ cùng một cội rễ,
Đó là nghĩ rằng tầm quan trọng của mình dựa vào trong những công việc đó. Chúa Giêsu đã không trách vai trò có trách nhiệm cao, nhưng Ngài muốn những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo, phải lãnh đạo với tinh thần của người phục vụ. Tôi có tình cờ được giới thiệu và xem một cái phim tài liệu về ngành làm nail của người Việt tại nước Mỹ. Tôi biết rằng có đông tiệm nail, mà tôi không ngờ rằng đó là một cái ngành đã tạo nên 7.5 tỷ đô la mỗi năm. Và tại phim tài liệu đó nói rằng năm 1975 không có cái ngành đó, họ chỉ có một ít người làm ở sau cái tiệm manicure thôi, và họ truy được người đầu tiên học làm ngành đó, người đầu tiên dạy, và 20 người đầu tiên. Và nó đã phát triển như thế nào, nó đã từ những người chịu cực, chịu khổ như thế nào. Thì tôi nghĩ quý vị nên xem phim đó, nó có tựa là Nailed It, và còn có một tuần nữa họ để free trên PBS TV, là cái đài cộng đồng của nước Mỹ. Thì tôi nhớ tôi xem phim đó là có một cái ông, ông nói rằng ông trở thành giàu lắm tại ông có nhiều tiệm nail, mà ông nói rằng tôi á, khởi đầu là tôi không có muốn làm nghề nail, tại nghĩ nghề đó là nghề của đàn bà, mà tôi ghét cái chuyện mà rửa chân lắm, là tại vì chân tôi chưa rửa đâu mà rửa chân cho ai. Sao mà ông nói là, nhưng mà nói là sau này tôi thấy là Chúa Giêsu rửa chân cho môn đồ, mà Chúa rửa chân được, mình rửa chân được. Tôi thấy ông này cũng có ý hay đó, giờ tôi chưa biết. Tuy nhiên cái điều Chúa dạy nó không phải như vậy. Không phải Chúa làm gì chúng ta bắt chước làm theo ý của chúng ta được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao Chúa dạy người lãnh đạo phải làm tôi tớ, phải phục vụ, phải rửa chân cho nhau. Thì trở lại câu chuyện mà Chúa dạy các môn đồ trong cái dịp bữa ăn cuối cùng đó, thì trong văn đoạn 13 lời Chúa chép như thế này: trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ Ngài phải rời thế gian này để trở về với Đức Chúa Cha. Câu số 3 nói rằng Đức Chúa Giêsu biết Đức Chúa Cha đã trao mọi sự trong tay Ngài. Ngài biết Đức Chúa Cha trao mọi quyền bính trong tay Ngài, rằng Ngài từ Đức Chúa Trời đến và sẽ trở về với Đức Chúa Trời. Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn quấn ngang lưng Ngài. Như vậy cái hành động rửa chân của Chúa cho các môn đồ là hành động không phải của một người có bệnh quên, tưởng rằng mình là đầy tớ. Người này là người biết chắc địa vị của mình, và địa vị này không phải địa vị là thầy của mười mấy người ngồi tại đó mà thôi, mà địa vị này là địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không xem những điều đó là điều nên nắm giữ. Và Ngài biết rằng thời điểm mà Ngài sẽ rời thế gian để trở về với địa vị vinh hiển của mình đã đến, thì Chúa làm việc đó. Và tôi thấy đây là điều rất là quan trọng để chúng ta hiểu bí quyết của sự phục vụ. Người phục vụ không phải là người thiếu tự tin, thiếu học, thiếu khả năng mới phục vụ. Người phục vụ thật sự là người có lòng vững tin, biết mình là ai, biết mục đích mình làm là gì. Thì quý vị sẽ hỏi rằng, ồ, Chúa Giêsu làm được, Chúa bình đẳng với Đức Chúa Trời, còn tôi đâu phải. Quý vị nói đúng, chúng ta không phải là Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta có thể kết hiệp với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói, sau khi rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo choàng lại, ngồi vào chỗ cũ và nói rằng: các ngươi hiểu điều ta vừa mới làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta là thầy và Chúa, các ngươi gọi thế là đúng lắm, vì ta thật vậy. Chúa không phủ nhận chuyện đó. Chúa không nói rằng các ngươi lộn, ta là đầy tớ các ngươi, không. Chúa nói ta là thầy các ngươi, ta là Chúa các ngươi. Thế thì nếu ta là Chúa và thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, các ngươi cũng hãy rửa chân cho nhau. Như vậy cái chỗ của chúng ta đầu tiên là vì chúng ta là môn đồ của Chúa.
Và Chúa kêu chúng ta hãy rửa chân cho nhau giống như Chúa rửa chân cho các môn đồ. Đây không phải là lời dạy chúng ta là một chuyện hèn kém, mà đây là điều chúng ta phải rõ địa vị của người làm môn đồ Chúa là quan trọng và cao quý đến nhường nào. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng một người theo Chúa là cái chuyện bình thường, nó không quan trọng. Ai mà được nhận việc làm cao lương mới quan trọng, chứ còn mà trở về thành môn đồ của Chúa đâu có gì quan trọng. Nhưng mà đó là tại vì chúng ta đã đánh mất ý nghĩa của người làm môn đồ của Chúa. Người môn đồ của Chúa được giao cho một cái uy tín thuộc linh rất là lớn. Chúa nói rằng các ngươi giảng về ta, mà nếu người ta nhận lời giảng của các ngươi là người ta nhận ta, và ai nhận ta là nhận cha ta ở trên trời. Còn khi người ta từ khước các ngươi, đó không phải là người ta từ khước các ngươi đâu, người ta từ khước lời ta là từ khước ta, và ai từ khước ta là từ khước cha ta trên trời. Và đó là địa vị của mỗi chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúng ta không phải là người năn nỉ người khác, chiêu dụ người khác một chuyện gì, nhưng mà chúng ta là người được kết hiệp với Chúa để nói về tin lành của Chúa cho những người khác. Người ta đã từng từ khước các đấng tiên tri xưa, mà Chúa là đấng tiên tôn trọng các đấng tiên tri. Cho nên bài học chúng ta học tại đây là chúng ta không dựa giá trị mình vào cách tiếp đãi của người khác đối với mình. Nếu như vậy thì có lúc giá trị quý vị lên, có lúc giá trị quý vị xuống. Nhất là mấy người tiếp tân của quý vị mà khi họ không có bị quên đó, thì giá trị quý vị lên, họ chào. Mà nếu mà họ già rồi họ quên chào quý vị, rồi quý vị thấy ngày Chủ nhật hôm nay mình xuống giá. Thưa xin cho người ngồi kế bên biết là sáng nay quý vị xuống giá hay lên giá. Mà tôi thưa với quý vị là có thể quý vị sẽ xuống giá đều đều, tại mấy người tiếp tân chúng ta mỗi ngày mỗi cao tuổi, cho nên nhiều lúc cũng không có nhớ quý vị rõ lắm. Nhưng mà Chúa không kêu chúng ta dựa vào điều đó. Giá trị chúng ta không phải là sự chào đón của ai, mặc dù chúng ta quý điều đó. Chúng ta là ai? Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta là môn đồ của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu. Ngài nói với họ: vua chúa của dân ngoại lấy quyền lực thống trị dân, những kẻ cầm quyền trên dân cho mình là những người làm ơn làm phước cho dân. Nhưng các ngươi chẳng như vậy, người lớn nhất giữa các ngươi phải trở thành người non kém nhất, người nhỏ nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn ai là người lớn hơn? Há chẳng phải là người ngồi bàn sao? Nhưng giữa các ngươi ta như một người phục vụ. Chúa muốn cho chúng ta làm hòa với Đức Chúa Trời và dựa vào Đức Chúa Trời, chứ đừng dựa vào những chuyện xung quanh. Và như vậy, khi chúng ta đến với Chúa, kết hợp với Chúa, thì chúng ta bớt đi cái tuổi thân. Nhiều lúc chúng ta là cộng đồng di dân qua nước Mỹ và nghĩ rằng tại sao chúng ta phải gặp quá nhiều khó khăn này. Rồi lòng tự tin của chúng ta nghĩ rằng mình phải lấp vào trong đó bởi những thành công bên ngoài. Nhưng chúng ta lấp bao nhiêu để so bằng những tỷ thu phú bên đây? Không. Chúng ta phải siêng năng làm việc, nhưng mà cái giá trị của chúng ta không nằm nên những điều đó. Chúng ta không chạy đua những điều đó. Chúng ta không đau khổ bởi những chuyện đó, vì chúng ta có Chúa. Nhà cải chánh Martin Luther, cải chánh giáo hội, ông nói rằng: A Christian man is the most free lord of all and subject to none. A Christian man is the most dutiful servant of all and subject to everyone. Cơ đốc nhân là người tự do nhất trong tất cả mọi người và không bị ai sai khiến. Nhưng mà cơ đốc nhân cũng là đầy tớ trách nhiệm nhất của mọi người và sẵn lòng phục vụ mọi người. Và đó là ý muốn của Chúa đối với chúng ta khi chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúa muốn cho chúng ta không có khiếp sợ ai, không có choáng ngợp về ai. Chúa muốn chúng ta biết rằng chúng ta là con của vua thiên đàng.
Nhưng mà vì chúng ta là con của vua thiên đàng, chúng ta sẵn lòng phục vụ mọi người vì cớ Chúa dạy chúng ta như vậy. Đây là lý do tại sao chúng ta học dựa vào Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa mỗi lần chúng ta ca hát và chúng ta nhớ lại địa vị là con Chúa của chúng ta. Chúng ta để lời Chúa biến đổi chúng ta. Và tôi nghĩ một điều rất là hay là chúng ta sẽ không có khiếp đảm về ai lắm, không bị choáng ngợp về ai lắm. Hồi xưa đó mình gặp người tài quá, người giàu quá, người đẹp quá, người có quyền quá, mình sợ. Sau này tôi thấy đâu không có cái gì để sợ, phải không? Tại vì bây giờ trước tiên trong vào hội thánh trước đi, bây giờ cái ông nào thiệt giỏi thì mình biết rằng cái đó là bổn phận của ổng, phải lo cho hội thánh chung, right? Càng giỏi thì lo cho hội càng nhiều. Ông nào mà thiệt giàu thì come on, ổng giúp được gì cho hội thánh, cái chuyện đó mới quan trọng, phải không? Rồi mình cũng không cần phải bắt chước cũng đâu có được đâu. Mình là một phần trong chi thể của Chúa, ổng là chi thể khác. Mỗi người Chúa đều cho có trách nhiệm hết, cho nên mình không cần bắt chước ai. Ông nào giỏi thì ông đó phục vụ mình thôi, là tại vì mình là thuộc về Chúa. Ông nào là đầy tớ của Chúa giỏi thì phục vụ mình, phải không? Vì mình là con của Chúa. Cho nên quý vị gặp mấy người giỏi, quý vị cứ nghĩ là họ là đầy tớ của mình, là tại vì Chúa đặt họ như vậy đó. Tại mấy cái giỏi đâu phải đến từ họ đâu, đến từ Chúa. Mà Chúa nói rằng những người quản trị thì phải làm đúng phần của họ thôi. Dĩ nhiên mình cũng phải làm phần của mình. Mình đừng nói là tôi giỏi quá, tôi không muốn làm với mấy cái người mà bê bố xung quanh. Không có. Chúng ta đến nơi nào mà chúng ta có cái gì hơn một chút là để chúng ta không phải làm cho người khác mặc cảm, mà để chúng ta phục vụ. Nhưng mà đây không phải là ý muốn của Chúa đối với cá nhân của chúng ta mà thôi, mà đây là ý muốn của Chúa với cả hội thánh. Tôi xin hội thánh đọc chung với tôi Ephesos đoạn 3 câu 10 và câu 11 được ghi trong giảng bài của chúng ta. Chúng ta cùng đọc. Hầu ngày nay, qua hội thánh, sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Đức Chúa Trời được biểu lộ cho những bậc cai quản và cầm quyền ở các nơi trên trời. Theo mục đích đời đời của Ngài được thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Trong Đấng Christ, nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được dạn dĩ và tự tin khi đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta gạch dưới chữ dạn dĩ và tự tin khi đến với Đức Chúa Trời. Phần chúng ta đừng có tranh giành ở bên ngoài, mà chúng ta đến gần với Chúa. Khi lòng chúng ta được dạn dĩ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn trong sự phục vụ lẫn nhau. Tôi cảm ơn Chúa vì xung quanh chúng ta có những người là những người phục vụ như vậy. Có những người âm thầm vào trong những nhà dưỡng lão để thăm viếng, để an ủi, để cầu nguyện, để làm tiệc thánh. Có những người âm thầm trong nhà bếp, có những người âm thầm ở nhiều nơi để làm việc. Có những người âm thầm đến đây 5 giờ sáng, 6 giờ sáng để quét sân. Tôi nghĩ rằng nhiều lúc đáng lẽ là tôi phải làm hết những điều đó. Vì vậy lòng tôi rất là cảm ơn Chúa cho xung quanh chúng ta có nhiều người đó. Quý vị có thấy không? Có đầy dẫy xung quanh chúng ta. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn biến đổi những cái người bất toàn giống như chúng ta trở thành một cái cộng đồng mới, mà tại đó biểu lộ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho những bậc cai quản và cầm quyền trên các nơi trên trời. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để cho Chúa biến đổi chúng ta thì Chúa sẽ chỉ vào trong hội thánh và bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa đã cứu con người như thế nào và đã giải quyết những cái hoạn nạn của thế giới như thế nào. Đó là tầm quan trọng của hội thánh.
Chúng ta đi đừng vì chuyện những cái chuyện nhỏ bên ngoài mà chúng ta xem thường hội thánh. Vì hội thánh là nơi Chúa muốn bày tỏ sự khôn ngoan, thiên hình, vạn trạng, muôn màu, muôn vẻ của Đức Chúa Trời đối với những người nam, những người nữ bất toàn giống như chúng ta. Vì không phải chúng ta giỏi hơn người khác, không phải vì chúng ta khôn hơn người khác, nhưng mà vì chúng ta được gắn với Chúa và học theo Chúa. Như vậy quan tâm của chúng ta ngày nay là gì? Tôi nghĩ một phần chúng ta được an ủi bởi những môn đồ của Chúa cãi lộn. Nếu mà mấy ổng học theo Chúa lâu rồi mà mấy ổng còn cãi với nhau thì mình còn có hy vọng. Quý vị đồng ý không? Cho nên xin quý vị quay qua cái bác cạnh bên nói rằng bác còn hy vọng. Phải không? Phải không? Mà xin bác kia cũng nói ngược lại. Phải không? Có nghĩa là chúng ta còn hy vọng là nếu mà chúng ta có giành nhau thì cũng còn hy vọng. Là tại vì mấy cái ông phía rơ, mấy ông đó mà còn cãi với nhau thì mình cãi với nhau, mình giành với nhau thì cũng còn hy vọng. Nhưng mà mình không có nên tiếp tục như vậy, phải không? Tại vì sẽ đến lúc Chúa nói với Phi-rơ là người đã muốn làm lớn hơn mấy người khác. Chúa nói hỏi Simon, Simon, kìa Sa-tan đã đòi sàn sải các ngươi như lúa mì, nhưng ta cầu nguyện cho ngươi để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi sau khi ngươi đã quay lại hãy làm vững mạnh anh chị em ngươi. Có nghĩa là nếu mà đó giờ mình lớn người khác, mình hiếp người khác thì mình được Chúa kêu gọi giống như Phi-rơ, mình phải quay trở lại và mình nói với Chúa rằng lại Chúa không có phải là con có ý chí hơn người khác, giống như con từng nói với Chúa là con sẽ đồng tù đồng chết với Chúa. Con đã không làm được điều đó, con đã thất bại. Nhưng bây giờ Chúa hỏi con rằng người yêu ta chăng? Mà con yêu Chúa và vì con yêu Chúa cho nên con sẽ hầu việc Chúa giữa bầy chiên của Ngài. Mỗi người trong chúng ta có thể không ý thức được về những cái khuynh hướng lớn người khác, ăn trên người, ngồi trước người khác, mình không có biết. Mấy cái người mà con một á, thường không biết chuyện đó, tại vì được cưng. Tôi không phải là con một, nhưng mà vợ tôi nói nhiều lúc còn hơn con một, đó là tại vì con một á, thì được cha mẹ cưng thôi. Còn anh á, anh được ba mẹ cưng mà anh được mấy em anh cưng nữa. Có nghĩa là nó tệ lắm. Rồi có những chuyện mình nghĩ đương nhiên đâu có gì đâu, tự nhiên mình rớt cái đó thì có em nó làm, có người này làm thì rồi mình đối với người khác cũng vậy, mình tưởng rằng tự nhiên nó sẽ thành hình, không có. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa vì cạnh của tôi ở hội thánh, ở trường có những người họ nhắm đến Chúa. Và địa vị của họ, uy tín, kinh nghiệm của họ cao hơn tôi. Mà họ phục vụ những chuyện nhỏ nhất. Mà tôi muốn được như vậy. Và tôi xin Chúa cho hội thánh chúng ta được như vậy. Tôi muốn nào chúng ta họp lại chung với nhau mà mỗi lần họp là nó căng thẳng. Tôi nhớ mà bầu cử, nhiều lúc mà bầu cử ông nào trưởng, ông nào phó nó căng thẳng. Bây giờ tôi nghĩ mình bầu cử trong đó, chấp hành là bầu cử, hết vô trong đó ban phục vụ. Rồi họ bàn với nhau, họ sẽ bàn với nhau, ông nào làm lớn hơn hết là ông đó phải phục vụ nhiều hơn hết, vậy thôi. Vậy thôi, thưa không? Như vậy nó dễ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đồng ý không? Thì bây giờ xin Chúa nhắc nhở chúng ta, tại vì vai trò của chúng ta là vai trò quản trị trước mặt Chúa. Xin mời chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con rất là cảm ơn Chúa về lời của Chúa và gương của Chúa đối với cuộc đời của chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con biết rằng sự tranh giành cho chính mình, sự lo sợ bám giữ cho chính mình, sự nhút nhát bảo vệ cái gì riêng của chính mình
nó đã làm tai hại nhiều điều trong gia đình, tai hại nhiều điều trong tình bạn, tai hại nhiều điều trong hội thánh. Nhưng mà chúng con cũng rất là cảm ơn Chúa vì giữa vòng chúng con có những người khiêm nhường, yên lặng phục vụ, hy sinh, nâng đỡ và làm vững mạnh tinh thần của chúng con. Và con xin Chúa cho con và mỗi một người cũng quay trở lại những thiếu sót của mình khi mình được Chúa bày tỏ, rồi phục vụ và làm vững mạnh anh em mình. Con xin Chúa cho chúng con làm kịp thời để những người trẻ giữa vòng chúng con sẽ vững mạnh trong Chúa. Đức tin của họ đối với Chúa không rung động giữa thế giới này vì họ có những gương giống Chúa Giê-xu trong vòng ông cha của họ. Chúa ơi, con muốn xin Chúa ban ơn cho chúng con có được sự tự do để phục vụ lẫn nhau. Chúng con không giành, mà chúng con cũng không có đùn công việc cho người khác, mà mỗi người chúng con phải đối diện trước mặt Chúa để đứng lên, choàng khăn và quỳ xuống rửa chân cho anh em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.